Nhất Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đến với chương trình Thế Giới Trong Tầm Tay với Nhất Anh và anh Trần Nguyên Thắng. Nhân chính chào anh Thắng. Chào Nhất Anh. Dạ, hôm nay thì anh Thắng sẽ dẫn Nhất Anh cũng như là khán giả đi. Lâu lắm có lẽ chúng ta có một nơi chốn mà chúng ta dự định mà nói rất là lâu rồi. Dạ. Nhưng mà tôi không có dịp. Thì có lẽ hôm nay chúng ta sẽ nói về thung lũng đế vương ở bên Egypt, tức là Ai Cập đó. Người ta gọi tiếng Anh thì nó gọi là Valley of the Kings. Thì tôi xin mạn phép được dịch là thung lũng đế vương. Thì nhắc tới Ai Cập thì người ta sẽ nhắc tới ngay là những cái kim tự tháp, đúng không ạ? Thì kim tự tháp mình đã biết rất là nhiều rồi, mình cũng có chương trình nói về kim tự tháp rồi. Vậy thì hôm nay thì Valley of the Kings có cái gì đặc biệt để mà anh Thắng giới thiệu cho khán giả? Thì chúng ta khi nói đến Ai Cập thì thường thường chúng ta nói đến những cái vị vua Pharaoh chẳng hạn. Sau đó thì phải nói Pyramid. Rồi nói đến những cái Obelisk. Nói đến những cái gọi là tượng, gọi là những monuments rất là nổi tiếng ở bên Ai Cập như Abu Simbel. Có lẽ chúng ta sẽ có một chương trình nói lại về Abu Simbel. Nhưng mà hôm nay có lẽ đặc biệt chúng ta nói về thung lũng đế vương. Tại sao ta cái chỗ đó lại là một cái thung lũng mà nó không phải là những chỗ nào, mà tại sao chỗ đó gọi là thung lũng đế vương? Mà thường nhắc tới Ai Cập thì người ta nghĩ là ở đó rất là nóng, về sa mạc, về thế này thế kia. Nhưng mà tại sao lại thung lũng thì nghe có vẻ nó không có còn là sa mạc nữa vậy anh Thắng? Thực ra sa mạc nó có thung lũng chứ Nhất Anh, tại vì nó là những giữa những cái khe núi hoặc là nó là một cái chủng giữa hai cái núi thì người ta gọi là thung lũng. Thế tuy nhiên thì nói đến Ai Cập thì không biết dẫn dắt cái câu chuyện như thế nào để cho Nhất Anh dễ hiểu. Nhưng mà như thế này, Ai Cập là nó có con sông Nin, là một con sông dài nhất thế giới. Nó chạy từ trên từ mà Nam đi ra Bắc, đổ về phía Địa Trung Hải. Và trên đường đi của con sông Nin á, thì nó lại tạo ra một cái vùng đất rất là phì nhiêu ở hai bên. Còn Ai Cập hầu như là sa mạc hết. Thành ra tất cả những cái văn hóa văn minh của Ai Cập thời cổ cũng như thời bây giờ đó, người ta đổ dồn vào con sông Nin nhiều. Thành ra nếu mà Nhất Anh có dịp đi Ai Cập, thế nào tất cả những thắng cảnh thiên nhiên cũng có, mà về lịch sử, về văn hóa văn minh đều có, những đều nằm trên con sông Nin hết. Thì cái con sông Nin nó chảy đi qua cái khu vực của thành phố Luxor bây giờ đó. Thì khu vực đó nó gọi là khoảng giữa của Ai Cập. Phía đầu của nó thì người ta gọi là Alexandria. Và phía cuối cùng của cái phía nam của Ai Cập đó là cái thành phố Abu Simbel, mà chúng ta sẽ có dịp đề cập tới trong một chương trình nào đó. Và sau đó thì cái khoảng Luxor là khoảng giữa. Và ở giữa đó thì đối diện với khu vực Luxor thì nó gọi là Thebes. Thebes là một cái khu vực thành phố nằm về phía tây. Con sông Nin chia làm hai phía, một phía về phía đông và một phía về phía tây. Phía đông là phía mặt trời lên và phía tây là phía mặt trời lặn. Đó, thì người ta phân chia như vậy. Và tất cả những pharaoh của Ai Cập ngày xưa đó, thì nó cổ xưa lắm rồi, nó khoảng 3.000, trên 3.000 năm hết. Thì tất cả những người nào mà nằm trong cái đế vương thời đó đều được chôn cất nằm trong về cái phía thung lũng phía tây. Có nghĩa là phía tây là mặt trời lặn, là nơi an nghỉ của những người chết. Thì nếu như mà so với những cái kim tự tháp mà trong một chương trình mình đã nói rồi á, thì cái những cái vương quốc đế vương này, Valley of the King á, thì có nghĩa là nó xa hơn cả thời của kim tự tháp luôn hay sao anh? Không, kim tự tháp thì nó có nhiều thời lắm. Nó chia ra làm nhiều giai đoạn chứ không có phải cái kim tự tháp chúng ta hay thấy mà trên những hình ảnh, trên những cái brochure, tất cả những cái gì mà biểu tượng Ai Cập mà nói đến kim tự tháp đó, thì cái đó chỉ cũng khoảng hơn 3.500 năm thôi. Nhưng mà cái mà Ai Cập mà kim tự tháp cổ nhất nó tới 4.500 năm. Thành thử chúng ta thấy cả 1.000 năm cách biệt giữa cái đầu tiên với cái mà chúng ta xem bây giờ. Thì đó là một cái giai đoạn lịch sử của Ai Cập. Còn cái thung lũng đế vương mà chúng tôi nói đó, chúng ta có thể đến xem, và đó là một cái khoảng là 3.500 năm. Khoảng 3.500 năm cho tới 3.200 năm. Thì trong một cái giai đoạn của mấy cái vương triều thời đó, thì người ta gọi tất cả những cái vua pharaoh, tôi dùng chữ pharaoh nó dễ hơn là chữ vua, tại vì chữ vua thì người Ai Cập họ gọi là vua. Pharaoh, tất cả những pharaoh của Ai Cập trong cái thời Ai Cập cổ đó, khi họ mất, họ chết thì đều được chôn ở đó. Và đó cũng là một trong những cái khu vực mà hầu như bây giờ nếu mà Nhất Anh đi Ai Cập, thế nào Nhất Anh cũng phải thăm kim tự tháp, thế nào Nhất Anh cũng phải đến thăm với Abu Simbel, thế nào Nhất Anh cũng phải đến với cái Luxor Temple. Và đã nói Luxor Temple, cái đó là nó nhỏ thôi, còn cái lớn của nó gọi là Karnak Temple, cạnh đó, gần đó. Nhưng mà một cái chỗ không để không đến được đó là thung lũng đế vương.
Dạ. Vậy thì khi mà du khách sẽ khi mà tới cái thung lũng Đá Vương đó, thì du khách cái nhìn cái theo anh Thắng thì cái ấn tượng đầu tiên mà du khách nhìn thấy sẽ là cái gì anh Thắng? Phải nói sa mạc. Dạ. Tất cả những ta đến là đến vào thời điểm nóng đó, thì nóng vô cùng. Dạ. Nhưng tất cả những cái khu vực đó đã được các vị pharaohs ngày xưa đó, họ đưa tất cả những thi hài của những ông pharaoh và tiên đế của họ chết đó, yeah. họ đưa về đó để cho ăn nghỉ ở đó cả, và trở thành là một cái khu thung lũng mà bây giờ chúng ta đến nơi chúng ta thấy đã được khai quật lên rồi. Yeah. Thành ra bây giờ cái khai quật, người ta khai quật được tất cả là 64 cái ngôi mộ. Yeah. Nhưng mà tất cả những ngôi mộ đó lạ một cái đó, nếu chúng ta chỉ đi ra ngoài mà nếu để bình thường thì mình không biết là mộ đâu, tại vì nó giống như là cái sa mạc, nó giống như là cái đồi núi của tất cả những cái dãy núi đó. Nhưng mà cái dãy núi nó cũng rất là đặc biệt, là nó là thung lũng. Nhưng mà nếu mà mình chú ý một chút xíu đó, nhất anh đến cái thung lũng đó chúng ta nhìn đó, thì trên một cái khúc núi nó có một cái đỉnh cao lên, và cái đỉnh cao đó nó giống như cái kim tự tháp. Cái đó thiên nhiên. Thành thử có lẽ vì đó là những cái vị pharaoh ngày xưa của Ai Cập cổ đó đã chọn nơi đó để mà ăn nghỉ. Cũng như là những người mà nó có nhiều câu chuyện lắm. Nói đến cái thung lũng Đá Vương nó có nhiều câu chuyện mà về huyền thoại, đủ thứ chuyện hết. Yeah. Nhưng mà trong đó phải nói là hầu như tất cả những cái mộ của các đế vương đó hầu như đã bị ăn cắp hết rồi. Yeah. Kể cả xác của họ, vì sau họ có một vị pharaoh, họ nhìn những cái cảnh đó họ đau lòng và họ chọn một cái địa điểm bí mật và họ đưa về đây tất cả những cái xác ướp của những vua ngày xưa của Ai Cập cổ đó được nằm trong đó. Và bây giờ tất cả những cái đó người ta khám phá được, và tất cả những cái xác ướp của các vị pharaoh của Ai Cập cổ đều được nằm trong cái bảo tàng ở Cairo. Dạ, cảm ơn Thắng và những anh. Hy vọng trong phần 2 thì mình sẽ nghe nhiều hơn câu chuyện của Valley of the King.